Ok, trước khi mình bắt đầu cái panel ngày hôm nay thì mọi người cứ tập trung trong khoảng 40 phút tới, vì là rất là ít khi mà có được tất cả các cái bộ não lớn ở trong cộng đồng cùng ngồi ở đây để cùng trả lời các cái câu hỏi. 40 phút tới mình tập trung sẽ tiết kiệm thời gian cho cái việc là về đọc báo với cả theo dõi trend trong cả cái năm còn lại. Thế nên là focus nhá. Em nghĩ là chắc ở đây thì tất cả mọi người là đều biết tất cả các diễn giả của mình rồi. Nhưng mà để mình nâng cao quan điểm một chút về cái panel của mình thì em vẫn phiền là các anh chị có thể mỗi người nói một câu ngắn về tên của mình cũng như là position của mình, thâm niên trong blockchain crypto đã bao nhiêu năm rồi. Chắc em bắt đầu từ anh Tuấn. Tôi là Phạm Minh Tuấn, là chairman của TFI và cũng là LP của Hub, thì cũng tham gia đầu tư cùng với Hub vào trong blockchain. Mình là Lin, hiện tại mình đang phụ trách Binance Đông Nam Á. Mình rất vui được có mặt ngày hôm nay. Xin chào các bạn, tôi là Phan Đức Trung. Có lẽ là cái thích nhất là chức danh đã sáng lập ra diễn đàn phổ cập blockchain. Còn hiện tại đây là một cái diễn đàn có thể là lúc mà khởi điểm, hiện nay đã tác động đến rất là nhiều. Vâng. Còn hiện tại thì công việc thì tôi làm ở bên Decom Holding, là một cái tổ chức chuyên về quỹ đầu tư ở trong DeFi. Yeah, mình là Phạm Dũng, thì hiện tại đang là CPO của Kaidea Chain. Yeah. Em thì cũng đã giới thiệu rồi, em là Tiên, đang là Head of Partnerships của Hexagon ạ. Yeah. Ok, để bắt đầu cho cái panel ngày hôm nay, em sẽ bắt đầu với một cái câu hỏi dễ trước đi. Là năm nay đến bây giờ là tháng 4 rồi, 1/3 của năm. Bây giờ là tháng 4 của 2022 rồi, 1/3 của năm là đã trôi qua rồi. Thế cảm nhận của mọi người về năm nay so far là như thế nào ạ? Anh Trung nhiều kinh nghiệm sống nhất chắc. Em xin ý kiến anh trước. Ok. Một năm đúng như dự đoán, tức là mùa đông. Chắc là anh vẫn nhớ là hồi ấy là Lin còn bảo là anh có nhớ sắp đến mùa đông rồi không, sao mà còn hăng hái thế. Thì đúng là mùa đông nó vẫn đang tiếp tục, nhưng mà năm nay cái mùa đông mọi người có những cái phòng chống cũng như cách xử lý tốt hơn rất là nhiều. Và hy vọng là mùa đông này nó đến, có thể là dần dần đến, nó sẽ rút ngắn lại. Mùa đông đến rồi nhưng mọi người chuẩn bị tốt hơn ạ. Lin nghĩ như thế nào? Cảm nhận năm nay như thế nào? Thì Linh có chia sẻ là trong quý đầu năm nay thì có rất nhiều biến động xảy ra, điển hình là chính trị giữa Ukraine với bên Russia. Nhưng mà Linh nghĩ là sẽ nói về mặt chiến tranh thì không ai happy, nhưng mà thực sự là đang có lợi cho crypto, tại vì bên Russia chuẩn bị là đang cho crypto được thành một loại thanh toán, là được sử dụng trong thanh toán payment. Như vậy là sẽ có hơn 100 triệu người ở Nga sẽ sử dụng crypto, thì vậy sẽ tốt cho thị trường. Không, mình nghĩ thì chưa thấy mùa đông đâu cả, nó đang mùa thu hay là sao ấy. Tại vì là mặc dù là chiến tranh, rồi là Fed tăng lãi suất, rồi là các loại sức ép, nhưng mà thị trường vẫn chưa thấy xuống lắm. Cho nên là chắc là hy vọng là sẽ rất là lạc quan trong thời gian tới. Thì thực ra là team Kaidea Chain thì cũng là được khoảng 3 năm. Thì thực ra là mình đã sống qua được chắc cũng mùa đông rồi đó. Yeah. Thì mùa đông này thì mình thấy là thực ra là thị trường được dự báo trước rồi. Còn cái cách là thường vừa qua mùa đông, thường thì mà để kết thúc mùa đông thì thường nó sẽ có một cái gọi là thanh lọc thị trường. Thì mình nghĩ đây là một cái bước cycle rất là tốt và nó nên xảy ra. Ngoài ra thì lúc mà mùa đông xảy ra thì những cái team mà có kinh nghiệm á, họ sẽ tích trữ lương thực ở trong các cái kiểu mùa hè, và từ đó thì mùa đông họ sẽ trải qua và tiếp tục build sản phẩm nó tốt hơn. Cho nên cái người mà làm crypto lâu năm á, thì thật ra là chia hai mùa rất là rõ, tức là mùa hè á, là cái mùa tung ra dự án, tung ra những dự án mới, tung ra những idea mới, tìm kiếm những cái vùng đất mới như đợt rồi là GameFi. Còn mùa đông là cái nơi, cái thời điểm lúc mà mình rút về làm build sản phẩm lại. Thì đây thật sự là một cái mùa mình nghĩ là tốt cho nhiều team mà tập trung về mặt sản phẩm. Chắc em nhờ anh Tuấn giới thiệu qua về gương mặt gạo cội của ngành công nghệ Việt Nam. Xin giới thiệu là tiến sĩ Đặng Minh Tuấn, tức là tác giả của Việt Ki, và bây giờ là đang trưởng ban trưởng bộ môn mật mã của
Triển triển lãm blockchain của Học viện Kỹ thuật Bưu chính Viễn thông. Đấy, và là một người Anh rất kỳ cựu và rất được kính nể trong về trong ngành blockchain. Đấy là đi đầu về về công nghệ blockchain và công nghệ mật mã. Và thì cũng xin phép là thấy anh Tuấn đăng ký hơi muộn nên là ban tổ chức chưa kịp mời vào panel, nhưng mà anh Tuấn đến thì cũng xin phép là mời tại chỗ. Hy vọng là anh cũng vui lòng chia sẻ với cả cộng đồng. Vâng. Anh Tuấn, bọn em mới chỉ đang bắt đầu cái panel và đang nói về việc là cảm nhận của mọi người về năm nay về thị trường blockchain và crypto như thế nào. Chắc là anh cũng chia sẻ một chút là cảm nhận của tiến sĩ như thế nào. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay đến đây rất là vui, thấy là rất là đông. Sau là bao nhiêu năm rồi mới có một cái sự kiện đông như này. Cảm nhận của tôi thì từ năm ngoái đến năm nay thì thị trường blockchain nó rất là sôi động. Đấy. Ngay cả đến Liên minh blockchain cũng có tận 2 cái. Và chúng ta thấy là liên tục trong cái tháng này là rất nhiều sự kiện liên quan blockchain. Đấy, và hy vọng là năm nay sẽ có những cái khởi sắc hơn năm ngoái. Đấy. Mặc dù là đầu năm chúng ta cũng chứng kiến những cái tin nó cũng hơi buồn một chút trên thị trường, rất nhiều các cái vụ hack lớn, trong đó có cả Việt Nam. Nhưng mà qua những cái thông tin, những cái hội nghị như là ở Dubai hay là gần đây, chúng ta thấy là cộng đồng blockchain Việt Nam chúng ta ngày càng là phát triển rất là mạnh mẽ. Và hôm nay cũng là một cái minh chứng cho chúng ta thấy là cái cộng đồng của chúng ta càng ngày càng phát triển rất là mạnh, và cũng hy vọng là nó sẽ lành mạnh và thực sự là một cái điểm nhấn ở trên cái bản đồ công nghệ blockchain thế giới. Vâng, em cảm ơn anh. Sau câu hỏi vừa rồi thì em thấy đa phần mọi người đều nói là năm nay winter là mùa đông là sắp sửa đến, nhưng mà nó cũng có điểm lợi, có điểm hại, đúng không? Thế em muốn hỏi khán giả một chút. Ở đây mình hơi nói bậy một tí được đúng không nhỉ? Ở đây là mình hơi nói bậy một tí cũng được nhỉ? Em muốn hỏi tất cả mọi người mà vẫn còn đang tập trung ngồi nghe, ai mà thấy năm nay shit hơn so với cả năm ngoái làm ơn giơ tay hộ em cái ạ. Năm nay năm 2022 ai thấy tình hình của thị trường năm nay shit hơn với cả so với cả năm ngoái, tệ hơn so với năm ngoái thì làm ơn giơ tay hộ em. Tệ hơn. Đó. Không ai thấy tệ hơn, không ai thấy là mùa đông đang đến. Chính anh Tuấn lại là chuẩn nhất trong cái việc là nó mới là mùa thu thôi chứ cũng chưa phải là mùa đông. Ok, thế thì em nghĩ là dễ hơn là mình sẽ đi thẳng vào đi, là nếu mà tình hình đã không tệ hơn năm ngoái, em thấy chủ yếu trend của năm ngoái là GameFi, đúng không? Năm ngoái gần như là đi ra ngoài đường một cái là GameFi, 90% dự án kể cả Hub Global Review cũng đều là GameFi cả. Xong rồi năm ngoái gặp dự án trong 3 ngày mà không chốt deal là có khi là mất deal rồi. Thế thì với mọi người với mọi người thì mọi người thấy là năm nay 2022 thì cái trend tiếp theo là cái gì, đã có cái gì nó emerge là một cái trend của năm nay chưa, hay là tất cả mọi thứ là vẫn kiểu sâu? Chắc là Linh chắc là tiếp cận với nhiều dự án nhất. Theo Linh nghĩ là trend của năm nay sẽ rất là đa dạng, sẽ không theo kiểu phát triển theo kiểu bề ngang, chọc ngang hoặc là trục ngang hoặc là trục dọc nữa, mà là sẽ tất cả là theo nhiều hướng khác nhau. Còn lý do mà GameFi ở Việt Nam phát triển bùng nổ là tại Việt Nam có quá nhiều lợi thế về GameFi. Trong một tháng rưỡi giờ Linh có ở bên Mỹ, thì là ở Mỹ người ta chỉ tập trung vô Infrastructure với Layer 1, là tại vì người ta không có nhân sự để làm Layer 2 như là GameFi. Nên người ta chỉ có thể tập trung những mảng đó thôi. Còn Việt Nam thì đang tận dụng lợi thế về mảng GameFi, nên năm ngoái mình thấy rất là nhiều. Còn năm nay thì Liên nghĩ là sẽ có những cái trend là ngoài năm NFT mà sẽ là không chỉ công trong nghệ thuật nữa mà có thể là trong âm nhạc. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình sẽ thấy blockchain trong cái mảng IoT. IoT đây là vừa rồi là có thằng StepN đó, là dùng GPS của phone, thì sắp tới biết đâu là sẽ có những cái IoT gắn vô cái device như là Sleep to Earn chẳng hạn.
thì là đó là cái thứ hai. Còn cái thứ ba là Liên nghĩ là sẽ có những nhiều country sẽ adopt Bitcoin at the payment. Rồi và cái thứ tư là cái trend là sẽ là blockchain at the service solution, giống như bên Cardia chain hoặc là bên BA chain sẽ có offer cái service đó. Và cái thứ năm là sẽ thấy rất là nhiều demand là cần tuyển nhân sự trong lĩnh vực về blockchain. Và còn nhiều hơn nữa, nhưng mà Liên chỉ nghĩ tới khoảng 5 cái đó thôi trong năm nay. Dạ. Anh Johnny, Cardia chain cũng đầu tư nhiều, thì anh có add thêm gì không ạ? Dạ, thật ra thì Cardia chain năm rồi thì bọn mình có khoảng 57 deal, thì đa số cũng là GameFi. Trend năm rồi cũng là GameFi, tại vì thực ra mình nghĩ là bất cứ một cái nền kinh tế hoặc là Internet nào á, thực ra nếu mình nghĩ kỹ là Việt Nam á, thì tức là Võ Lâm Truyền Kỳ đúng không? Cũng là một cái game của VNG và thúc đẩy cái Internet của Việt Nam nó đi lên rất là nhiều. Thì tương tự với lại bên blockchain, mình nghĩ là game là cái thứ mà dễ tiếp cận nhiều người, dễ chơi, dễ trúng thưởng, dễ earn, thì educate được rất là nhiều người tham gia và hiểu về blockchain hơn. Nhưng mà gọi là nó cũng có những cái mặt gọi là cons của nó, thì cái đó là chắc những câu hỏi tiếp theo để mình sẽ discuss kỹ hơn. Trend năm nay thì thực ra là với Cardia chain thì do bọn mình cũng làm ecosystem, cũng làm hệ sinh thái, thì bọn mình thấy khá là rõ là đầu tiên là cái trend về NFT, nhưng mà nó có gắn liền với những cái vật phẩm nó thực tế, ví dụ như là NFT về music hoặc là NFT về những cái cầu thủ bóng đá như là Messi hoặc là PSG cũng làm. Có thể là họ làm chưa thành công, họ làm chưa có quá wow, nhưng mà đó là một cái trend rất là tốt. Music thì có bạn Binz của Việt Nam là cũng đã list lên trên sàn Binance Marketplace, đó cũng là một cái bước đi đầu tiên mình nghĩ là cũng rất là hay. Follow theo những cái bạn nước ngoài thì mình tạm gọi cái trend đó là trend NFT gắn với lại một cái ứng dụng thực tế ha. Cái thứ hai mình nghĩ là một cái trend mà team mình observe thấy là nó gọi là SocialFi, tức là social cộng với DeFi. Trước đây thì khi bạn lên Facebook thì bạn bị xem quảng cáo, bạn bán thông tin của bạn, bạn like, comment, share thì Facebook lấy data, từ đó là monetize. Thì với SocialFi nó sẽ có nhiều cái model khác nhau, mình cũng chưa define được là SocialFi chính xác là cái gì. Thì từ đó là bạn có thể lên social, bạn làm và bạn có thể earn, bạn có thể có thêm nhiều tính năng DeFi trên đó. Thì đó là mình nghĩ là cái trend thứ hai mà theo quan điểm của mình nó sẽ là một cái trend rất là rõ ràng. Một cái trend thứ ba thì nó sẽ đi về giống như nãy là Linh cũng vừa share, tức là nãy giờ mình nói rất nhiều về B2C, tức là mình nói về end user, mình nói về cái người dùng cuối. Nhưng mà về phía doanh nghiệp á, thì doanh nghiệp họ luôn luôn hỏi là blockchain là gì. Giống như cách đây khoảng 3-4 năm thì không ai biết là AI là gì, hoặc là machine learning là gì, là big data để làm gì. Thì bây giờ họ cũng đang hỏi là ok như vậy thì blockchain đang mình có thể ứng dụng được như thế nào. Thì Cardia chain có một cái mảng về B2B là cung cấp cái dịch vụ blockchain cho các cái doanh nghiệp. Thì đó là mình nghĩ cũng là một cái nó sẽ rất là bền vững trong các năm tới. Thì đó là mình nghĩ là ba cái trend mà mình có thể dự đoán. Em có một cái câu hỏi follow up mà em muốn hỏi anh Trung với anh Tuấn, là hai anh đi kinh doanh thì rất là nhiều năm rồi, thì với năm nay như Lean với cả anh Johnny vừa mới chia sẻ là cái trend nó đang mở ra rất nhiều các cái mảng, như Lean list off the top of the head là 5 cái trend như thế, thì những cái tín hiệu đấy nó có signify cái gì cho cái việc là kiểu mass adoption của blockchain crypto là đang coming không, hay là kiểu các anh có nhìn thấy một cái pattern gì mà nó sẽ có thể nó xảy ra với cả blockchain và crypto trong cái thời gian tới không? Em hỏi kỹ lại một tí, anh đang chưa hiểu hỏi cái pattern hay là cái gì. Tức là ví dụ như năm ngoái thì mọi thứ rất là focus vào GameFi, và GameFi thì rất nhiều người nói đến là cái lý do GameFi phát triển vì là nó sẽ giúp cho cái mass adoption và nó friendly với mọi người. Nhưng mà đến năm nay thì thậm chí là cái trend nó còn mở rộng ra hơn, là nó có đến năm cái main trend như là Lean vừa mới list ra. Thì theo kinh nghiệm của anh thì anh có nhìn thấy là với cái việc là trend bây giờ nó mở rộng ra không còn chỉ là game mà còn social fi rồi còn đủ các thứ nữa, thì cái đấy nó có signify gì cho một cái kiểu mass adoption của crypto đang coming và coming soon không? Hay... Này, xin phép trả lời trước anh Tuấn thì nhà vì nó có liên quan đến các cái trend. Thì ở đây thì mình cũng có thể là theo một cách nghĩ nó hơi khác đi một tí. Tức là đầu tiên ấy là chúng ta phải hỏi là blockchain crypto nó nằm trong một cái sector nào ở nền kinh tế. Chứ có lẽ chúng ta bắt đầu đi xoáy tất cả cái cách nhìn qua blockchain crypto thì có thể thành sai. Nó giống như tựa như là chúng ta nhìn qua một cái ô cửa sổ xong rồi sau người ta phát hiện ra thế giới. Còn trên thực tế thế giới thì nó tồn tại trước, còn cái ô cửa sổ tồn tại sau. Thế thì có một cách tiếp cận mà tất cả chúng ta rất dễ tiếp cận, đấy là tiếp cận qua các cái report của Big Four. Các bạn có thể tìm cái báo cáo của KPMG H2 2021. Thì chúng ta phải để ý là báo cáo fintech đấy, người ta chỉ rất là rõ
là tổng đầu tư vào thị trường Big Four theo đánh giá cũng là 210 tỷ đô. Mà trong đấy tất cả blockchain chỉ chiếm có 30 tỷ là khoảng hơn 10%, là một con số rất là bé. Thế thì trong cái thị trường truyền thống ấy, người ta xếp blockchain crypto nằm trong cái sector là fintech. Thì cái này là anh Tuấn rất là đã từng làm nhiều năm làm phó chủ tịch gọi là câu lạc bộ fintech của ngân hàng. Thì chúng ta biết fintech là nó có tất cả là hình như là 6 sector. Thứ nhất là payment, thị trường payment. Thứ hai là thị trường nó gọi là insurtech, tức là insurance technology. Và thứ ba là thị trường gọi là regtech, tức là regulation tech. Thứ tư là wealthtech. Thứ năm là cyber security. Và thứ sáu mới là blockchain. Có thể tôi nhớ không chính xác, nhưng mà đại khái chúng ta phải... có lẽ là một cái thông điệp blockchain crypto nó đẩy ra mà chúng ta mà sa đà nhìn nó tựa như là nhìn qua một cái cửa sổ ấy, thì tự dưng chúng ta lẫn lộn hết. Tôi hoàn toàn đồng ý với cái cách nhìn của mọi người trong cái chuyện là blockchain nó sẽ đi IoT. Nhưng mà chúng ta phải nhìn rằng là bản chất blockchain nó và crypto nó chỉ nằm trong một cái sector fintech. Và fintech là hôm nay định nghĩa là 6 cái segment như thế. Thì cái cơ hội của chúng ta mà mấy năm trước chúng ta ngồi đây, chắc chắn là các anh không cần quan tâm đến blockchain. Chúng ta vẫn nằm trong cái chuyện là chúng ta định hướng về blockchain. Nhưng mà thế nào tự dưng là có anh Tuấn rất là giỏi mật mã, anh làm ra blockchain, và tự dưng là chúng ta bị cuốn hút vào blockchain. Nếu mà chúng ta một cách nhìn như thế thì chúng ta tiếp cận cái thị trường nó rất là đa dạng. Và chúng ta để ý là blockchain nó chỉ chiếm 10% thị phần. Trong đấy, như là Lin chia sẻ là GameFi là thị phần bé, không phải thị phần lớn. Chưa bao giờ có khái niệm là GameFi thị phần lớn. Và thứ hai là layer 1 vẫn là layer lớn và chứa asset chính nó nằm ở trong layer 1. Layer 2 rồi tất cả ứng dụng đấy nó chỉ là những cái adop mà nó rơi vào và nó có thể nó chạy sang fintech. Ví dụ như nó chạy sang cái gọi là ANM về chống rửa tiền thì nó là regtech, và nó chạy qua payment, nó tiếp cận với PayPal thì nó sẽ là những cái ứng dụng mà để nó tạo ra. Thế thì tại những cái điểm đó người ta sẽ bị rất là lẫn, người ta không biết đâu là crypto, đâu là blockchain. Còn DeFi nó là một cái nhánh nhỏ nằm ở trong blockchain. Thế thì ở đây là rất nhiều cách nhìn, nhưng mà với cách nhìn thì tôi chỉ muốn nhấn mạnh lại là khi chúng ta tiếp cận với thị trường, chúng ta đừng có FOMO bởi báo chí, chúng ta đừng có FOMO bởi một cái nhìn qua một cái cửa sổ blockchain ta bảo chúng ta nhìn thế giới. Không phải. Năm nay chắc chắn chúng ta phải nhìn rộng qua fintech. Bởi vì sao? Bởi vì các vấn đề CeFi nó quyết định ở vấn đề blockchain, và tất cả những cái tiếp cận từ các cái CDBC nó là tiếp cận từ banh, những tiếp cận như vậy. Thế thì hoàn toàn đồng ý là những cái DeFi nó chỉ là một phần nhỏ. Nếu chúng ta ngồi tại Việt Nam chúng ta thấy nó làm cái gì đấy rất là ghê gớm, nhưng mà phải xin khẳng định luôn là cái deal lớn nhất là vào Game AC 150 triệu đô nó không được tính làm deal nằm trong cái báo cáo của KPMG. Bởi vì cái deal mà được tính nằm trong KPMG mà nằm trong fintech là cái deal của VinaPay 250 triệu đô. Và thực ra những ứng dụng mà blockchain nền tảng nó còn nằm dưới ở đấy, nếu như là chúng ta để ý những ứng dụng blockchain nền tảng. Do vậy có thể kết luận lại là một cách gì là cái nào, cái cách nhìn xu hướng nào là chúng ta nên nhìn rộng ra, đấy là điểm thứ nhất. Và nhìn rộng ra nằm trong một sector fintech, chúng ta sẽ có một cơ hội hơn, lớn hơn rất là nhiều. Trong đấy nó có liên quan đến IoT, có liên quan đến AI, có liên quan đến Big Data. Và cái cách nhìn như vậy thì các bạn làm blockchain có một cái cơ hội làm chính thống tốt hơn là cách nhìn DeFi hiện tại. Anh Tuấn có chia sẻ gì thêm không? Nhà mật mã số 1 Việt Nam. Tôi thì nhìn ở một cái góc độ khác. Tức là ở đây nó sẽ... chúng ta ở đây phần lớn chúng ta đang nói về crypto. Thế giới crypto nhiều hơn. Tức là... smart contract này, rồi DeFi, GameFi, vân vân. Thì và cái mà chúng ta xưa nay vẫn nhìn ấy thì chủ yếu là vẫn nhìn thấy crypto. Đấy, và Binance ở đây thì chúng ta thấy là rất là rõ. Và trong cái thế giới crypto thì nó trực tiếp liên quan đến tiền. Đúng không? Tức là liên quan các giao dịch, và nó giá trị của nó trực tiếp là liên quan đến tiền. Và nói chung trong thế giới crypto là tiền. Đấy. Thế thì
Crypto nó sẽ, nó là một phần ở trong blockchain. Blockchain nó sẽ nhiều cái, nó không chỉ là tiền. Thế và cái mà chúng ta không nhìn thấy ấy, thực ra thì ở các doanh nghiệp, ở các tập đoàn lớn, người ta triển khai blockchain khá nhiều, nhưng mà chúng ta không nhìn thấy. Một loạt các cái tập đoàn lớn từ Amazon, rồi kể cả Apple, rồi Microsoft, tất cả các cái tập đoàn lớn, người ta đều triển khai blockchain cả. Nhưng mà chúng ta không nhìn thấy, mà chúng ta chỉ nhìn thấy ở thế giới crypto thôi. Đấy. Và trong cái thế giới mà blockchain đấy, thì tôi nghĩ thực sự là, mà bây giờ chúng ta đang nói nhiều đến chuyển đổi số. Đúng không? Tức là mọi thứ nó là dữ liệu. Và thế giới này là, tôi cũng đã nói nhiều lần, cả thế giới này là phụ thuộc vào dữ liệu. Lúc đấy nó sẽ không còn giấy, không còn hồ sơ để chúng ta đối chiếu nữa. Và như thế, cái dữ liệu nó sẽ cực kỳ là quan trọng. Đấy, và cái dữ liệu của hiện nay nó đang tập trung ở trong một số người, một số doanh nghiệp. Ví dụ như là Facebook, như là Google, Big Four chẳng hạn. Thì toàn bộ dữ liệu của thế giới đang nằm ở trong tay họ. Và chúng ta đang nói rất nhiều chuyển đổi số. Tức là cả thế giới này sẽ phụ thuộc vào dữ liệu. Và như vậy sẽ rất là nguy hiểm khi mà dữ liệu đấy nằm trong tay một ai đó. Người ta có thể thay đổi mà không ai biết. Đấy, như là Facebook họ có thể thay đổi, chúng ta không, hoàn toàn không biết. Thì theo tôi cái ý nghĩa của blockchain nó là đảm bảo cái độ tin cậy của dữ liệu. Đấy là cái tương lai của blockchain. Khi mà thế giới là tất cả đều chuyển đổi số, tất cả đều thành dữ liệu, thì cái blockchain, ý nghĩa cao nhất của nó chính là đảm bảo được cái độ tin cậy của dữ liệu. Thì đấy là cái mà tôi muốn chia sẻ. Và thực tế thì có rất nhiều ứng dụng đã triển khai rồi nhưng mà chúng ta không biết thôi. Có thể nó ngay ở giao diện mình cũng không nhìn thấy. Ví dụ chúng tôi đã từng triển khai truy xuất nguồn gốc, rồi quản lý văn bằng chứng chỉ. Cái giao diện ở ngoài thì nó không khác biệt, nhưng mà ở dưới nền tảng blockchain. Và nhiều khi người ta không nói thì chúng ta không biết. Thì đấy là cái mà tôi muốn nói là thực ra mà nói blockchain nó đã vận hành và nó là tương lai của thế giới này khi mà chuyển đổi số. Thế còn cái cầu nối giữa bản thân crypto, nó là một phần blockchain rồi, nhưng mà đang nói về cái xu thế ấy, thì hiện nay nó đang có một cái cầu nối giữa cái crypto đấy, tức là tiền và những cái khác. Chúng ta nhìn thấy Web3, Metaverse là những cái bắt đầu dịch chuyển sang cái không phải là tiền nữa rồi. Tức là nó kết nối với giữa tiền và những cái thế giới thật. Và đấy là một cái mà nó chuyển, nó không phải một cái bước nhảy, mà nó đang chuyển dần dần, bắt đầu giữa tiền và cái thế giới thật liên quan đến blockchain. Thì đấy là cái mà tôi muốn bổ sung thêm ý của anh Trung. Một cái nó lớn hơn, cũng như là cái nó không phải là cụ thể cái gì. Vâng, em cảm ơn. Anh Tuấn, tôi cũng xin phép bổ sung cái góc nhìn startup một chút, tức là có 5 cái lĩnh vực ấy, thì thực ra là rất nhiều quỹ đang đầu tư vào các startup trong lĩnh vực đấy. Thì nó sẽ hơi giống như là một cái các loại phòng thí nghiệm khổng lồ, tức là rất nhiều bên đang thí nghiệm để tìm ra cái mô hình kinh doanh. Đấy, và họ sẽ tiêu rất nhiều tiền để làm cái thí nghiệm đấy. Giống như trước đây là GameFi cũng vậy, trước khi Axie thành công thì là rất nhiều startup được đầu tư, các quỹ đầu tư. Thế thì tự nhiên một ngày đẹp trời sẽ có một ông như là ông Axie và tìm ra một công thức và bùng nổ. Đấy, thế thì nó là Eureka. Thế thì sau đấy thì tất cả cái ngành đấy sẽ lao vào để đầu tư và nó thành một cái làn sóng ở sau đấy. Thế thì chúng ta đang rất là mong chờ là trong 5 cái ngành này, trong 5 cái ngành mà các bạn mention lúc nãy ấy, thì là đang rất nhiều quỹ đầu tư rồi, đang cần một cái cánh chim đầu đàn làm sao mà bứt phá lên được. Cái Step N vừa rồi ấy thì hơi bứt phá một chút, nhưng mà đến bây giờ market cap mới được có 1.5 tỷ nhỉ, hơi bé, chưa đủ để gọi là Eureka. Đấy, và nó lại hơi thiếu một cái nữa, tức là Eureka lần thứ nhất, nhưng mà sau đấy phải có một cái ngành, cả một ngành truyền thống đằng sau, như là ngành game truyền thống ấy, rất nhiều studio và rất nhiều hàng chục, hàng trăm tỷ đô. Thì họ nhìn thấy cái công thức đấy rồi và họ sẽ đổ vào rất nhiều tiền để họ đầu tư. Đấy, thì cái mô hình của Step N thì đang hơi bị thiếu cái đấy. Nó thiếu cái ngành đằng sau đấy. Nhưng mà music, nếu mà có một mô hình nào đi đầu thì cả một cái ngành âm nhạc đằng sau sẽ nhảy vào. Socialfi, nếu mà ai mà tìm ra một cái công thức kinh doanh về blockchain thì cả một cái ngành social sẽ nhảy vào. Đấy, thì đấy là những cái lĩnh vực mà rất là thú vị và rất là exciting trong thời gian tới.
anh Tuấn Phạm, em có câu hỏi dành riêng cho anh, tại vì tất cả mọi người đã tham gia thị trường từ quá lâu rồi, nhưng mà anh với em là ít kinh nghiệm nhất ở trong thị trường. Thì cái lý do gì mà anh thấy là, theo em hiểu là anh tham gia chính thức thị trường là cũng quanh khoảng năm ngoái, thì là cái lý do gì anh thấy nhìn thấy ở trong thị trường mà nó làm cho anh thấy là đây là cái thời điểm đúng mà mình nên tham gia vào thị trường? Cảm nhận cái vibe xung quanh này, nó giống như cái thời mobile bắt đầu thành cái sóng mobile đấy. Thế thì là chúng ta nhìn quanh, chúng ta cảm nhận đây cái vibe, tức là mọi người đều rất là háo hức và rất là excited với cái làn sóng blockchain này đấy, và rất nhiều ứng dụng. Có một cái bước ngoặt nữa, thực ra là chúng ta phải cảm ơn Axie. Tại vì nếu mà trước Axie ấy, thì là toàn là các protocol và các DeFi, thì cảm giác thì cũng rất là thú vị và rất là mới, nhưng mà nó hơi giống như là thị trường chứng khoán mà toàn các công ty chứng khoán với nhau. Tức là chúng ta cho vay, chúng ta lại mua, chúng ta lại bán, chúng ta lại vân vân. Thế nhưng mà khi mà có Axie thì những cái dịch vụ đấy, hạ tầng đấy là rất cần thiết. Nhưng mà khi mà có Axie thì lần đầu tiên là chúng ta nhìn thấy một cái ứng dụng của blockchain, của DeFi vào những ngành khác. Đấy, thế thì nó mở ra cả một cái thị trường rất lớn là về đưa DeFi vào ứng dụng. Thì sau đấy nó lại tiếp cho một cái năng lượng mới cho các cái mô hình về hạ tầng với cả về DeFi. Đấy, thì đấy là một cái bước ngoặt của năm ngoái mà tôi nghĩ là rất là đáng quan tâm, và phải biết ơn Axie về cái chuyện đấy. Và chúng ta cũng chắc là cũng phải động viên Axie để vượt qua được cái khó khăn bây giờ. Panel thì chắc là mình còn khoảng 10 phút nữa, thì em muốn quay lại cái chủ đề về đầu tư một chút. Thì trước khi có các câu hỏi cụ thể về phần đầu tư, thì em muốn hỏi là anh Trung lúc nãy có chia sẻ là 2018 thì tổng đầu tư vào seed về private nó khoảng 5 tỷ, xong rồi 2021 năm ngoái là 30 tỷ. 2022 thì theo anh là nó có bằng được 2021 không, hay là nó sẽ thấp hơn? Thực ra chính xác thì theo dữ liệu của KPMG đi, nói cho chắc chắn, thì là năm 2018 thì là 8 tỷ. Sau đấy là năm 2019 thì sụt xuống, anh không nhớ chính xác bao nhiêu, nhưng mà năm 2020 là 5 tỷ rưỡi. Và sau đấy 2021 ấy, thì là 30 tỷ. Thế thì bây giờ mình phải nhìn theo giá Bitcoin, mình thấy rõ ràng ấy, là nó lượn nó giá Bitcoin rồi. Thì thôi, thì nói cho nhanh luôn là năm nay nó trả được 30 tỷ đâu, đúng không ạ? Nhưng mà nó có thể là 20 tỷ hay không ấy thì chưa chắc. Bởi vì cái hạ tầng mà năm trước ấy là mọi người có mấy cái deal rất là lớn dồn vào các infrastructure. Thì năm nay anh nghĩ là tốt lắm ấy, là được 20 tỷ. Đây là nói đây là mình gọi là cơ sở lý luận do mình đọc từ báo cáo thôi. Chứ còn bây giờ chúng ta sẽ chờ cái báo cáo H1 của KPMG, họ sẽ con số chắc chắn. Nhưng mà với quan điểm đầu tư thì hãy nhìn theo là năm 2008 là đầu tư cao gấp rưỡi 2020, và năm 2021 là đầu tư cao gấp 6 lần 2020. Đấy, thế nên chúng ta cố gắng nhìn theo đồ trị của Bitcoin. Theo kinh nghiệm của anh thì các nhà đầu tư ở Việt Nam về khẩu vị rủi ro thì là người ta cũng giống như các nhà đầu tư ở trên thế giới, hay là nhà đầu tư Việt Nam thì kiểu thích ít rủi ro hơn hay là thích nhiều rủi ro hơn? Các nhà đầu tư ở Việt Nam nhận hai luồng tiền trong nội địa và một luồng tiền từ nước ngoài. Tất cả những nhà đầu tư nhận những luồng tiền đầu tư từ nước ngoài, họ phải chấp nhận khẩu vị rủi ro và có cái tầm nhìn nước ngoài. Chúng ta cũng nhìn thấy những cái game như là AC, họ cũng rồi những cái cấu trúc như là C98, đấy là những khẩu vị của nước ngoài. Còn những cái khẩu vị của nhà đầu tư rủi ro ở trong nước thì cái cấu trúc đầu tư nó rất là nhỏ. Lúc thị trường mà không FOMO thì chỉ cần đầu tư vài chục ngàn đã ra một cái project. Còn đến khi thị trường FOMO thì nhiều nhất cũng chỉ đầu tư vào khoảng 1 triệu. Qua đợt 2021 thì thị trường bắt đầu hình thành lại những nhà đầu tư chuyên nghiệp trong nước hướng ra nước ngoài. Thì lúc đấy sẽ thêm một cái cán cân nữa. Và tất cả những đơn vị nào đầu tư họ sẽ có một cái chiến lược trong cái việc đó. Thì anh nghĩ là cho nói cho cùng, ở Việt Nam vẫn chưa đi thoát được khỏi mô hình đầu tư lớn. Tất cả mô hình đầu tư lớn đều phụ thuộc vào cấu trúc khẩu vị của nước ngoài. Còn thị trường trong dân thì nó đầu tư rất là nhỏ, có thể là độ khoảng 1 triệu có thể đã là quá lớn rồi. Vâng, em cảm ơn. Anh Johnny lúc nãy như Lin có chia sẻ là năm nay có rất là nhiều trend như thế. Thì
chọn theo cái kinh nghiệm mình đi đầu tư thì anh có thấy giữa năm nay với cả năm ngoái thì cái cách mà mình nhìn dự án, cách mình chọn dự án có những cái điểm gì khác biệt mà mình để ý đến năm nay nhiều hơn mà năm ngoái mình cũng không cần phải để ý nhiều đến thế không? Thật ra câu này thì chính xác là nên hỏi Lin trước á, thì Lin chắc là đầu tư, danh mục đầu tư nhiều nhất. Lin thì Lin có muốn trả lời trước không? Lin nghĩ danh mục đầu tư của Lin là toàn là blue chip thôi. Thì Lin sẽ tập trung vào những cái đồng trong top 10 coin market cap. Nhưng mà nãy anh Trung có nói thì Lin cũng muốn bổ sung thêm là Lin nghĩ cái trend trong 5 năm nữa là sẽ là Metaverse, sẽ là một cái trend. Tại thống kê của Citibank là nói là nó sẽ từ 8.000 tỷ cho tới 13.000 tỷ. Nên là cái trend sắp tới sẽ là Metaverse. Mà Metaverse ở đây trong cái định nghĩa của Facebook với trong giới blockchain nó sẽ là hơi khác nhau một chút. Nhưng mà nhìn chung cả hai cái hướng đó đều phải cần crypto, đều phải cần tiền mã hóa để dùng trong cái hoạt động của Metaverse. Thì là vừa rồi là Facebook họ cũng đang test những cái tool để monetization trong cái Horizon World của họ rồi. Thì mà Liên nghĩ là cái trend của năm nay á, thì là năm 2022 thì mình nghĩ là sẽ được 1 tỷ người sử dụng crypto. Tỷ lệ người sử dụng crypto không hề giảm khi thị trường xuống mà nó vẫn đang tăng theo cấp số nhân. Nên Liên nghĩ là mọi crypto sẽ trở nên rất là phổ biến. Liên có thấy có cái ở trong Binance, có Binance Lab đi hỗ trợ cho các dự án, thì Linh có thấy là năm nay có cái gì thay đổi trong các cái cách approach vào thị trường hoặc là cái cách chọn lựa dự án của Binance Lab không? Cách chọn lựa để đầu tư vào các dự án của Binance vẫn là giống nhau, không có gì thay đổi. Tại GameFi mặc dù mình đang thấy đang là nó chỉ là thanh lọc thôi, tại vì Linh cũng đọc bài của anh Trung trên Forgot Blockchain thì Linh cũng đồng ý nó chỉ là đang thanh lọc thị trường thôi. Chứ bây giờ GameFi thực chất đang vẫn là rất là mạnh, đặc biệt là những công ty game truyền thống là họ sẽ nhảy vào luôn. Vừa rồi là họ chỉ đứng để quan sát, nhưng mà bây giờ họ sẽ nhảy vào và họ sẽ sử dụng việc NFT nhiều hơn. Có thể họ sẽ không ra đồng nhưng mà họ sẽ tạo ra những NFT trong game. Những con game đang giảm là do là tập user sử dụng là đang chỉ là play to earn, họ không kiếm được tập user mà thích chơi game để vào chơi. Còn sắp tới là sẽ có những cái dự án GameFi là mạnh và có thể là định hình luôn của nguyên cái ngành công nghiệp về game luôn. Hiện tại là chưa có leader định hình cái ngành công nghiệp về play to earn, đang hy vọng là AC Infinity, nhưng mà để xem AC Infinity sẽ xây dựng cái mô hình kinh tế trong game nó như thế nào. Hiện tại họ vẫn đang chưa giải quyết được cái bài toán inflation trong game. Yeah. Anh Johnny có thật ra thì cái góc nhìn của Linh về GameFi thì hồi nãy chính xác á. Dạ, tại vì năm rồi bọn mình cũng đầu tư khá nhiều game, thì nếu mà cái khẩu vị đầu tư của năm rồi á thì thật ra team VC thì chỉ nhìn ba thứ thôi. Đầu tiên là VC sẽ luôn hỏi câu là bạn có sản phẩm chưa? Nếu có rồi thì cho mình chơi thử. Đúng mà, các bạn có game không? Không có game thì chắc là mình không interest. Đó là một cái đầu tiên. Cái số 2 là VC sẽ nhìn vào cái dàn team và advisor. Tức là nếu mà team đã có kinh nghiệm làm game, có làm game thật, làm game trong Titan là cũng đáp trong 3 năm trước khi ra chính thức cái bản blockchain. Đó thì là VC họ sẽ thích hơn. Dạ, yeah, họ nhìn cái dàn team. Cuối cùng là họ sẽ nhìn cái token metric, tức là cái cấu trúc thiết kế cái token nó như thế nào. Cái token flow, tức là token nó được sinh ra, được mint ra và được burn đi như thế nào, được xài cho việc gì. Cái đồng đó tại sao là người dùng phải mua để làm gì. Thì tất cả những cái đó là họ sẽ nhìn token metric and tokenomics. Thì đó là ba cái thứ quan trọng nhất mà VC của năm rồi ha, thì họ sẽ nhìn. Còn năm nay thì hoàn toàn là đầu tiên là cái game á, thì mình đồng ý á, là chắc là nó sẽ lên một cái phiên bản nó gọi là GameFi 2.0. Tức là sẽ có nhiều cái tập người dùng thích chơi game hơn. Giống như mình nhìn cái truyền thống cũng vậy thôi. Hồi xưa thì Võ Lâm Truyền Kỳ cũng rất là thành công, mà một cách nó rất là organic, giống như Axie hoặc là Titan Arena nó đã diễn ra. Nhưng mà đến những cái game show của VNG thì họ phải chạy những cái cách nó gọi là chạy performance marketing, tức là phải kéo user vào, rồi tối ưu, rồi phải tối ưu làm sao để người ta phải nạp tiền. Chứ cái thời như Võ Lâm này nó không còn xảy ra nữa. Thì mình nghĩ là cái game 2.0 nó sẽ tiến hóa theo cái cách Lee nói, tức là thực sự là người ta thích chơi game và yếu tố play to earn nó sẽ là một yếu tố phụ. Thì cái cấu trúc chính á, nó sẽ move từ 100% là play to earn, nó sẽ move thành 80% thì sẽ là cái người chơi game, và 20% là vẫn yếu tố là nó gọi là play to earn thôi. Thì như vậy thì mình nghĩ là cái cấu trúc đó thì nó mới healthy. Còn cái cách giải thì chắc là phải nhờ một số bạn game lớn thị trường họ nghĩ cái cách để mà giải. Dạ, yeah. Dạ rồi.
Còn về khẩu vị năm nay thì mình nghĩ là thật ra team trong team mình thì mình không có làm VC, mình làm nhiều về phần business kinh doanh. Nhưng mà cái góc nhìn thì mình nghĩ là hoàn toàn là năm nay thì thứ nhất là vẫn là bám vào một cái việc là các bạn phải có sản phẩm thực tế. Cái thứ hai là tùy VC họ sẽ có nhiều cái test đầu tư khác nhau, thậm chí VC họ cũng chia thành nhiều layer, tier 1, tier 2, tier 3. Thì những cái VC mà càng lớn á, thì họ nhìn cái bài toán nó càng dài. Ví dụ như họ thích về infrastructure, họ thích về layer 1, layer 2, những cái gì mà nó dài hạn. Họ làm metaverse, họ bet vào những cái thứ rất là dài hạn. Còn những VC gọi là 2, 3 thấp hơn thì họ sẽ nhìn những cái trend sắp tới, ví dụ như là SocialFi hay là NFT, hoặc là game 2.0, hoặc là cái B2B các kiểu. Thì cái đó thì mình nghĩ là cũng nhìn cái dàn team, cũng như là cái cấu trúc token ở đây thì nó sẽ được thiết kế nó thông minh hơn. Dạ, chứ nó không phải là bị lạm phát như trong thời gian vừa qua. Này, đó là cái mình nghĩ là cái góc mình nhìn như vậy. Dạ. Ok, em cảm ơn. Tại vì thời gian của mình có hạn nên là mình cũng không lấy câu hỏi từ khán giả được. Thì trước khi mình kết thúc cái panel thì em muốn hỏi, tức là em muốn có một cái request là mỗi một panelist của mình có một câu để khuyên cho các bạn startup trong năm nay, startup về blockchain thì mình có lời khuyên gì cho mọi người. Chắc em bắt đầu từ anh Tuấn Phạm trước ha. Khó quá, câu hỏi khó quá. Đang giữa mùa thu mà bây giờ phải khuyên thì khó quá. Chắc là mùa hè sẽ quay lại sớm cho nên là chúng ta cứ yên tâm xây sản phẩm. Đấy, và raise fund thì raise ít thôi và đừng đẩy valuation lên cao quá. Đấy, cao quá về sau rất khó để mà giữ được expectation. Đấy thì raise ít và valuation vừa và tập trung xây sản phẩm. Và mùa hè sẽ quay lại sớm. Cảm ơn anh ạ. Mời anh Tuấn ạ. Là để khuyên các startup làm cái gì thì tôi nghĩ là cũng rất là khó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là đầu tư vào kỹ thuật thì sẽ không bao giờ là lỗ. Đấy, nếu mà mình làm một cách nghiêm túc và mình có một cái sự quyết tâm cao thì tôi nghĩ rằng là dù có là mùa đông hay là mùa xuân thì tôi tin rằng là các bạn đấy sẽ thành công. Okay, hai lời khuyên đầu tiên của chúng ta là có là kiên nhẫn để làm này. Valuation không nên thổi quá cao mà là nên ở một cái mức giá hợp lý để sau này nếu mà gặp khó khăn thì chúng ta còn có không bị down round, quan trọng là không bị down round. Tiến sĩ Tuấn thì khuyên là đầu tư vào kỹ thuật thì không bao giờ là sai cả và cũng tương tự là quyết tâm để làm. Linh. Còn lời khuyên của Linh đó thì vừa rồi Linh có trải qua một tháng rưỡi bên Mỹ thì hồi nãy là nãy Dũng có nói là mấy quỹ lớn không chỉ đầu tư vô infrastructure, không phải là tại vì mấy quỹ lớn ở Mỹ nó không kiếm được dự án về GameFi để đầu tư nên nó chỉ đầu tư vô Web3, Polkadot, ok, hoặc là mấy dự án, tại hoặc là infrastructure thôi, tại vì engineer bảo nó không có kiếm được nguồn designer để làm game hoặc là làm mấy cái layer 2. Thì Liên nghĩ là ở Việt Nam á, thế mạnh infrastructure là không bằng bên nước ngoài đâu. Bây giờ đừng có tập trung vô làm mấy cái nền tảng protocol để cạnh tranh với Avalanche hay là Solana hay là BNB Chain, rất là khó cạnh tranh. Thì mình nên biết trận gì ta, gọi là Việt Nam có câu là biết trong trận trong thắng rồi. Thì nên tập trung vào thế mạnh của Việt Nam là một là layer 1 hoặc layer 2 thôi, chứ infrastructure là không chơi lại bên kia. Còn Việt Nam bây giờ đang có thế mạnh rất là nhiều là về cộng đồng. Phải công nhận là cộng đồng crypto Việt Nam có thể giúp FOMO một cái đồng lên rất là nhanh. Phải công nhận điều đó. Thì nên tập trung vào thế mạnh của Việt Nam để có thể đi xa chứ. Chứ về mảng kia thấy là khó để cạnh tranh với nước ngoài. Tập trung vô layer 1, layer 2 đi app là được. Okay. Tập trung vào layer 1, layer 2 và tận dụng thế mạnh của Việt Nam là cộng đồng rất mạnh. Đúng rồi. Em mời anh. Ở góc độ mà quỹ đầu tư thì anh nghĩ là quá ít dự án tốt để mà lựa chọn và quy mô đủ lớn. Tại Việt Nam các dự án nó rất là bé. Ở đây không phải là
Bây giờ chúng ta có thể lấy một cái ví dụ mà rất là rõ ràng. Đây là cái dự án của UIDA, là một cái dự án mà đón trước mùa đông. DICOM đã raise cùng với cả UIDA là 25 triệu chỉ để làm 7 cái game, mình gọi là game ra hồn đi, đúng không? Game ra hồn, mình game ra hồn nghĩa là game phải đem lại value cho nhà đầu tư, phải có gọi là pay to, không phải play to earn nữa mà nó gọi là sẵn sàng để pay to earn, những cái lý thuyết rất đọ kia, thậm chí là mình đưa IoT vào, nhưng mà quả thực là như là mò kim đáy bể, không biết là đấy là cái dự án ở đâu. Thậm chí là hình như là mọi người còn nghĩ là khéo phải đi tìm dự án nước ngoài. Đấy là một điều rất là đáng buồn. Những dự án mà cái tỷ lệ mà hấp thu khoảng một vài triệu đô thì quá ít. Còn những dự án mà các bạn làm ra ở một cái giá trị rất là nhỏ thì lại mong muốn những cái luồng đầu tư lên đến cả 50 triệu đô. Mà chúng ta phải biết là 50 triệu đô là một số tiền rất là lớn. Nó đã từng tạo ra C98 và chắc chắn là nó tạo ra kể cả AC. Thế nhưng mà tại sao là các bạn lại coi những cái nhà đầu tư bây giờ lại phải đi mua những dự án đắt đỏ như vậy? Thế thì cuối cùng là những cái người đầu tư người ta sẽ đi lựa chọn dự án mà thực sự là đem lại giá trị cho người dùng và để chống chọi với cái mùa đông, chống chọi với tất cả những cái rủi ro trên thị trường GameFi. Thì chính những dự án đã sẽ phải tự xác định lại cái mục tiêu của mình. Ở thị trường nội địa còn rất nhiều những nhà đầu tư và hoàn toàn đồng ý với Linh là đến Mỹ người ta còn không muốn đi ra khỏi Mỹ, người ta chỉ muốn đầu tư vào infrastructure. Và nếu mà quay trở lại có một con số, các bạn phải biết rằng là thị trường quốc tế trái phiếu Euro đang là lấy trái phiếu âm trên thị trường tài chính, tức là ai đó mà đi mua đồng Euro là phải trả thêm tiền cho nhà banh. Còn trong khi đây chúng ta không hề biết. Chúng ta cứ muốn sản xuất token, không hề có dự án và tất cả chỉ nói đến token. Mà trong khi đấy token chỉ là những sản phẩm huy động vốn không có giá trị bất kể. Nó chỉ có ứng dụng vào game. Thế nên một câu khuyên cho các bạn startup là phải nhìn một con số thực tế. Chứ nếu mà chúng ta còn tiếp tục mơ mộng, chúng ta tiếp tục đọc báo chí, chúng ta sẽ không tìm được cả nhà đầu tư trong nước, chứ không nói đến các nhà đầu tư nước ngoài. Còn thị trường các nhà đầu tư nước ngoài vẫn gọi là đốt đuốc để đi tìm dự án tốt. Và những dự án khó nhất là khi họ đủ size, họ giải ngân, tức là phải đủ lớn. Tức là ví dụ như nếu mà nói với nhà đầu tư quốc tế mà nói một vài triệu đô thì họ cũng không để ý lắm ở trong các dự án. Tức là nếu mà em hiểu đúng thì là các startup cũng cần phải trải qua cái giai đoạn là điều chỉnh lại cái expectation về để theo như là thị trường. Đồng thời là nếu mà đã định làm một cái gì đấy thì bỏ thời gian ra để nghĩ hẳn một cái game lớn và làm và nói chuyện với nhà đầu tư, đúng không? Em Johnny. Thì chắc là mình có hai lời khuyên thôi. Dạ. Một lời khuyên là của người làm sản phẩm á, thì đồng ý với lại anh Tuấn, dạ, đồng ý với hai anh Tuấn, tức là sản phẩm thì nên tập trung về tech và mùa này thì chắc là nên tập trung để build sản phẩm thật tốt. Dạ rồi, đó là cái lời khuyên của mình. Lời khuyên thứ hai là về cái việc đầu tư á, thì mình thì không có quá nhiều kinh nghiệm về đầu tư như là anh Trung, anh Tuấn hoặc là mọi người. Nhưng mà thật ra nếu mình nhìn truyền thống, đúng không? Mọi người hay đầu tư nhất là đất đai. Thì một năm, hai năm, mọi người mua một miếng đất thì giỏi lắm là nó nhân đôi là rất là vui, đúng không ạ? Còn crypto thì mọi người đang đặt một cái expectation, mình nghĩ là nó đang quá cao. Một dự án mà trong mùa vừa rồi nhân 5, nhân 10 các bạn đánh giá là vẫn rất là tệ. Thì nếu mà các bạn so lại với cái việc là các bạn đầu tư vào đất đai đi, là đất đai cũng là một cái thứ đó, nó thực sự là mình nghĩ là tăng cũng rất là nhanh á. Yeah. Thì cuối cùng là các bạn nhân 5, nhân 10 mà bạn vẫn không happy. Và cái chuyện đó thì mình nghĩ là nó không hợp lý lắm. Cho nên là cái khẩu vị đầu tư của các cái nhà đầu tư và VC Việt Nam mình cũng nên nhìn kỹ lại. Tại vì thực ra nếu mà mình có cơ hội làm việc với một số VC nước ngoài thì họ nhìn cái cách nó nhìn, nó thứ nhất là nó dài hạn hơn. Thứ hai là họ luôn luôn thông cảm với lại cái người làm project. Tại vì project các bạn là VC nước ngoài, thậm chí là truyền thống á, VC mà truyền thống nước ngoài đầu tư vào một cái startup có thể là bị fail, đúng không anh? Mà startup đó mà fail, mà founder mà mất thì là mất tiền luôn, coi như là các bạn không được hoàn tiền. Còn ít nhất là trong crypto để các bạn có thể gỡ lại, ví dụ như các bạn cắt lỗ, các bạn hoàn toàn có thể vest, rồi các bạn bán đi những cái phần mà các bạn đã vest được. Thì mình nghĩ là cái góc nhìn nó nên là nó được mở rộng ra, nó được fair hơn với các cái project crypto hơn. Để đó cái chia sẻ lời khuyên của mình. Tức là tập trung vào sản phẩm.
Và nếu mà dịch theo hướng của startup là khi mình nói chuyện với nhà đầu tư thì cũng cho nhà đầu tư mà nói chuyện, đừng để bị cái áp lực của người ta về việc là trong một năm phải x20, x30, nó làm ảnh hưởng đến cái thiết kế của dự án cũng như là tokenomics của mình, đúng không ạ? Em cũng xin cảm ơn các cái sự chia sẻ cũng như là các lời khuyên rất là bổ ích của các anh chị, cũng như anh Chí Dũng vừa chia sẻ về cái việc vấn đề đầu tư á, thì em cũng rất là đồng ý với anh về cái việc là cái expectation của mình nó cao quá, thành ra làm ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà mà build sản phẩm á, nhiều hồi họ không vững á, họ sẽ cố gắng làm hài lòng cộng đồng, họ cố gắng làm hài lòng các nhà đầu tư, sau đó là họ lại tập trung làm những cái em hoặc làm những cái gì đó mà lại không tập trung làm về cái sản phẩm của mình nó chất lượng, thì nó lại không đi lâu dài được. Nên là hiện tại em cũng thấy bắt đầu các nhà đầu tư đã bắt đầu thân thái hơn và bắt đầu là có cái nhìn long term hơn, và em nghĩ là các dự án nhờ đó mà cũng sẽ được các cái nhà đầu tư dài hạn support và phát triển. Thì cảm ơn anh Hai Anh Tuấn, chị Linh, anh Trung và anh Sunny Chí Dũng về những cái chia sẻ rất là bổ ích cho các anh chị em ngày hôm nay. Và tiếp theo cái chương trình